Chào mừng quý thính giả đến với blog tin Thi Thi. Hy vọng rằng quý thính giả sẽ có được những giây phút trải nghiệm thú vị với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Quý thính giả nào chưa đăng ký nhận tin thì đừng quên nhấn nút đăng ký ngay góc phải màn hình. Sau đây thì xin cập nhật một số thông tin mới nhất trong vụ việc bé trai được cho là bỏ quên trên xe buýt của nhà trường Gateway. Theo như những thông tin mới nhất mà Thi vừa cập nhật được, thì bà Nguyễn Bích Quy là người phụ nữ phụ trách đưa rước các bé học sinh trong chuyến xe định mệnh ngày 6 tháng 8 vừa qua. Bà đã có đơn gửi luật sư yêu cầu trợ giúp trong vụ việc bé trai lớp 1 bị bỏ quên trên xe đưa rước tại trường Gateway. Trong đơn gửi luật sư thì bà đã tiết lộ thêm rất nhiều những tình tiết mới. Ngày 20 tháng 8, trả lời phóng viên báo VTC News, luật sư Nguyễn Thanh Sơn, trưởng văn phòng luật sư Thanh Sơn và đồng sự cho biết, văn phòng luật sư Thanh Sơn vừa tiếp nhận đơn trình bày của bà Nguyễn Bích Quy là người đưa đón học sinh trong vụ việc bỏ quên bé trai trên xe ô tô tại trường Gateway, nhờ được trợ giúp về vụ việc. Trong đơn trình bày dài khoảng 7 đến 8 trang, bà Quy cung cấp rất nhiều tình tiết diễn biến mới liên quan đến vụ việc mà bà chưa nhớ rõ khi khai tại cơ quan công an, cũng như khi phát hiện ra cháu bé trên ô tô, hay tình tiết liên quan đến chiếc bóng bay, rèm cửa trên xe, v.v. Luật sư Sơn cho hay. Đại diện văn phòng luật sư Thanh Sơn cũng cho biết là vào sáng ngày 20 tháng 8, thì cơ quan công an quận Cầu Giấy cũng đã có giấy triệu tập bà Quy lên để bổ sung thêm lời khai. Hiện tại thì bà Quy đang làm việc với cơ quan công an, văn phòng luật sư Thanh Sơn sẽ hỗ trợ tư vấn những thủ tục cần thiết. Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi vụ việc được phát hiện, chúng ta vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào từ phía cơ quan điều tra cũng như những người trong cuộc tiết lộ ra. Đa phần những ngày qua thì những thông tin mà chúng ta có được đều lan truyền trên Facebook. Tất nhiên là những thông tin được lan truyền trên mạng xã hội sẽ có một số thông tin thực, một số thông tin giả và có những thông tin chỉ mang tính phỏng đoán. Như quý thính giả cũng đã biết là trong vụ việc này có quá nhiều những nguồn khúc vẫn chưa được giải đáp. Những nguồn khúc thì vẫn còn đó, chúng ta có quyền truy luận và đặt ra những câu hỏi xung quanh cái chết của bé Long. Không phải để xoáy vào nỗi đau của gia đình nạn nhân mà chúng ta đang đi tìm sự thật, đi tìm công lý và sự công bằng trong xã hội này. Hôm nay thì trên tờ VTC News đã có một bài viết với tựa đề Kẻ nào theo dệt những chuyện rùng rợn phi nhân tính vụ cháu bé trường Gateway. Và nhà báo này đã viết rằng những bộ óc bệnh hoạn theo dệt những chuyện rùng rợn hoang đường phi nhân tính trước cái chết của bé trai 6 tuổi trường Gateway nhằm thỏa mãn tính đố kỵ. Theo quý thính giả thì nhận định này của phóng viên liệu có đúng hay không? Không biết là phóng viên này viết theo cảm xúc thực sự của mình hay là viết theo đơn đặt hàng của ai? Người này viết rằng những bộ óc bệnh hoạn thường tin vào những điều bệnh hoạn, họ cổ suý cho nó và tin tưởng vào nó bất chấp sự thật là những gì chỉ đơn giản và hợp logic. Cháu bé 6 tuổi đã mất sau vụ tai nạn bỏ quên trên xe buýt. Điều thương tâm đó lay động cả triệu con người, nhưng nó cũng chỉ là một chủ đề bàn tán thêu dệt hoang đường phi nhân tính của ít người. Tác giả bài viết này đã dựa vào những lời đồn đoán trên Facebook kiểu như là ông tài xế đã đánh chết bé Long, hay là cô giáo chủ nhiệm đã đánh chết bé Long, hay là bé Long đánh lộn với bạn bè v.v. Và nói rằng những người này bệnh hoạn vô nhân tính, họ đang thêu dệt những câu chuyện để mua vui. Thì biết là chủ đích bài viết này là muốn dư luận trong vụ việc này lắng xuống, mà Thi thì không hề muốn như vậy. Tuy nhiên thì Thi cũng không cổ suý cho những người thêu dệt nên những câu chuyện quá hoang đường. Chúng ta chỉ đấu tranh trên sự khách quan, từ những bằng chứng để lại. Những nguồn khúc thì rõ ràng đã ở đó, bằng chứng đã ở đó, chỉ có cái là không ai giải thích cho chúng ta nghe tại sao lại có những nguồn khúc đó. Và chúng ta đang đòi hỏi một câu trả lời chính xác từ cơ quan điều tra. Nếu như thực sự là câu chuyện này đơn giản chỉ là bé Long bị bỏ quên trên xe dẫn đến tử vong, thì tại sao cơ quan chức năng lại mất quá nhiều thời gian như vậy để điều tra vụ việc này? Trong khi chúng ta thấy thì vụ việc này không quá phức tạp để điều tra. Dư luận có quyền lên tiếng, có quyền đặt ra những câu hỏi và có quyền được yêu cầu những câu trả lời thỏa đáng cho những câu hỏi của mình. Chẳng lẽ đến điều đó chúng ta cũng không được phép? Nếu như bạn đồng ý không muốn ai đó nhắc đến vụ việc này cũng đồng nghĩa là bạn đang đồng ý với những người muốn vụ này chìm xuống. Còn Thi thì Thi không muốn như vậy. Thi muốn chúng ta phải có được câu trả lời cho những gì mà chúng ta đang thắc mắc. Và đó là trách nhiệm của cơ quan hành pháp, họ phải đưa ra một câu trả lời thích đáng cho chúng ta, đúng không nào? Nếu như họ cho rằng những điều chúng ta nghi ngờ là vô lý, là thêu dệt, vậy tại sao họ không chứng minh rằng họ đúng còn chúng ta thì sai? Chúng ta chỉ cần một câu trả lời hợp lý, có được nó rồi thì chúng ta sẽ không nhắc đến nữa.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn đồng hành với Thi trong những bản tin tiếp theo. Nếu như quý vị chưa đăng ký nhận tin thì đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì Thi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.